Đấy, vợ em ở vùng Bắc test nha, test nhạc con loa SDRD có giúp giá là 1.390.000 nhé. Con này nghe nhạc không phê thì cái gì phê bác? Em test nhạc cho bác nha. Phải bao phê luôn đó. Chiếc loa này gọi là chiếc loa vừa hát karaoke cũng kiêm được nghe nhạc rất là hay. Tại sao em lại nói là nghe nhạc hay? Nếu như mà cái dòng tầm tiền hay ấy, thì nó tùy đối với lại tiền vài trăm nghìn hay tiền triệu hay là vài triệu. Nhưng để với tầm tiền là 1.390.000 cái bộ như này thì em có thể gửi đến các bác, các chú, các anh hoặc người thân hay người quen mà được. Em cũng không phải ngại. Ngại là gì? Bởi vì có những cái bộ loa nó họ thiết kế nó rất là củ chuối. Cái tai mic nó nhẹ tòm này, nhưng con này tai mic cực kỳ nặng nhé. Và tất cả các chế độ echo bằng tần số trên này hết luôn, chỉnh tại trên này luôn. Tai mic cực kỳ nặng và chất âm thì không thể chê được, chất âm giọng hát con này ấm áp dày, không chê được con này, nói thẳng luôn là con này không chê được. Nên vậy nên con này nó giá của nó là 1.390.000 cơ. Đó. Các bác có thể cắm điện thoại nghe nhạc nhé, có thể nhớ bluetooth thoải mái luôn đằng sau. Đây ạ, có cổng, các bác có thể cắm trực tiếp từ tivi, máy tính, laptop vào đây luôn, hoặc là thẻ nhớ USB cắm sạc DC. Ngoài ra thì trên hai cái hốc họ sản xuất này này, hay không này, khi các bác thả cái mic vào đây, ở trong này nó có chế độ sạc luôn cho mic nhé, bác chỉ cần thả vào đây thôi, còn bác chỉ cần cắm điện sạc cho cái thằng nguồn này thôi, cái loa thôi, còn mic bác thả vào đây nó tự sạc luôn cho mic đấy, rất là hay cái đấy. Và tại sao em Tuấn lại nói câu là khi bán những cái chiếc loa như này thì thật ra là bán đến những người thân quen của mình cũng không ngại, nói thế cho nó nhanh bởi vì chất lượng nó hay. Nó ở cái chỗ là chất lượng nó hay, mình dám thoải mái, có nghĩa là bán những chiếc loa này gửi cho các bác em cũng yên tâm, nó chẳng yên tâm kể cả chất âm hát cũng như là chất âm nghe. Với tầm tiền thì 1.390.000 thì báo cáo bác là nó cũng không không cao, nhưng mà bác mua một cái đài thì nghe bình thường nó 700-800 rồi. Thì sau đây em Tuấn sẽ test nhạc và test karaoke cho bác trước nhé. Con này 1.390.000 bác nhé, 1.390.000. Em sẽ test karaoke trước đi, sau đó test nhạc sau, em sẽ lồng cái test nhạc. Đây các bác hát, bác bật tay mic lên. Sau đây vào tuần sẽ test cho các bác. Chất âm rất là dày, cực kỳ dày luôn. Các bác có thể để trực tiếp máy trên này để hát luôn được. Đấy. Ok chưa? Chọn phải gì được? Đây. Không đúng được.
Tất nhiên.